Xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi có chuyến đi Phú Quốc và Hà Tiên. Với chặng bay này, chúng tôi bay với Vietnam Airlines và như mọi lần, các bạn có thể vào phòng chờ hạng thương gia nếu có thẻ vàng và bạch kim của Vietnam Airlines, mặc dù các bạn đi hạng phổ thông. Ngoài ra, phòng chờ cũng có bán vé hoặc các bạn có thể sử dụng thẻ Priority Pass. Chuyến bay hôm nay được khai thác với tàu bay Airbus A321. Chặng bay này rất ngắn. Mặc dù cơ trưởng thông báo thời gian bay dự kiến là 35 phút, nhưng chỉ 30 phút, máy bay đã hạ cánh xuống Phú Quốc. Và bây giờ thì Travis và Hà đợi Tùng Nếm bay từ Hà Nội vào đi cùng chuyến đi này. Các bạn biết đây là ai không? Không biết ai đâu. Anh chị ơi, chị ơi anh. Xin chào các bạn, bây giờ thì anh em vừa mới hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc. Bây giờ thì đã cũng đã trưa rồi, cũng đã đói rồi. Thì bây giờ mình sẽ đến một cái nhà hàng rất là ngon và có view rất là đẹp Phú Quốc để ăn trưa. Và các bạn theo dõi vlog nha. Xin chào các bạn. Hello. Xin chào các bạn, bây giờ thì anh em đã có mặt tại nhà hàng Xin Chào, một cái nhà hàng rất là đặc biệt bởi vì nó có view nhìn ra biển. Và bây giờ thì anh em sẽ gọi một số món nha. Cái món đầu tiên mà mình ở biển mà mình phải gọi cái gì đó liên quan đến biển đúng không? Vâng. Ở Phú Quốc thì có một cái món là gọi cá chích. Gọi cá chích. Rất là ngon. Vâng. Em ăn gọi cá chích bao giờ chưa? Em chưa ăn bao giờ nhưng chưa mà em bao giờ nghe okay. Cá chích em đã ăn rồi nhưng mà chế biến theo kiểu khác. Nhưng mà anh ăn rồi. Yeah. Rồi, okay. Thì hôm nay em sẽ được thử. Ok, rồi bây giờ tiếp theo là chắc gọi thêm lẩu nào bây giờ. Đi lẩu thì chắc ở đây để xem có lẩu là gì ngon nè. Ở đây có rất nhiều món ngon nhưng mà không biết món gì. Bây giờ mấy cái lẩu là cá hồng rồi lẩu hải sản, lẩu cá mú nó thường. Rồi bây giờ mình ăn một cái lẩu đặc biệt đây là lẩu gà rẫy, lá bứa. Lá bứa là lá gì anh? Lát ăn sẽ biết. Rồi tiếp theo là gọi một cái phần cơm hải sản ăn cho nó chắc bụng. Hai phần đi, hôm nay em hơi đói gì. Trông người bé mà ăn cũng nhiều phết vậy. Được rồi, và bây giờ thêm một cái mực đi. Mực ở đây mực rất là tươi. Đúng rồi, ăn gọi mực lắm nha. Ok. Và bây giờ thì em ơi anh gọi món đi. Rồi và đây là những cái món mà được ra trước. Đầu tiên là món mực khóc nè. Thì nhìn cái mực này là rất là tươi nè. Và đây thì là như là cái nước chấm chuông ngọt. Tương không. Một cái loại nước chấm gì đó khá đặc biệt. Ở đây anh thấy có vị gừng như này nữa. Có vị gừng như này nữa. Còn mực mà mực khóc ăn đi gừng nữa. À, ngon. Đúng, kêu chanh ở ngoài đúng. Nha Trang. Thay vì ốp xanh thì là ốp đỏ. Đúng rồi. Và đây thì là có thêm gọi cá chích. Đặc sản cá chích thì là đặc sản ở đây thì các bạn có thấy ở đây có cá chích nè, rồi dừa bào và ở đây là có đậu phộng nè và rau sống nữa. Thì cái gọi này á mình sẽ ăn, mình cuốn với lại bánh tráng ở đây. Bánh tráng này sẽ được cuốn với lại rau sống nè và đặc biệt có dứa hay là thơm nè và bình lợn và dưa leo, các loại rau thơm ăn rất là ngon. Đây là cơm hải sản gì cũng rất hấp dẫn. Cơ sản đó mà nhìn kỹ thấy là có cả cua, cả tôm, cả thứ gì nữa rất là... Em đang tầm vào cái món cá chích rồi em. Nhưng mà tại sao là chưa coi xong em ăn rồi, là bảo ngon quá. Tại ngon quá. Là em không kiềm chế được đúng không? Vâng.
em thử giá thử nhé. Bây giờ quên sẽ ăn nha, các bạn thử gì giờ ăn thử một cái miếng miếng này chứ nè. Cái này có phải cho dứa không anh? Có chấm hết luôn. Bây giờ dứa đây hả? Thái to quá nhở? Thái to chẳng mới được đẻ anh. Mực tươi nha hè. Mực rất là tươi luôn. Làm em nhớ chuyến đi Phú Quốc địch chưa? Rồi giờ để em thử. Cái này chiếc này giống cái gì anh? Để chiếc này chấm cái gì? Không muốn chấm. Này chấm cái này, chấm cái này. Có chiếc chấm cái này khi... Để có cả hạt được không? Hạt được không? Để mình canh đồ phộng và là hạt bổi gì ở đây. Được rồi đó. Rất là ngon. Ngoài ra, nhà hàng Xin Chào cũng là nơi ngắm hoàng hôn rất tuyệt vời ở Phú Quốc. Các bạn có thể gọi những ly cocktail đầy sắc màu và nhìn mặt trời lặn ở phía đường chân trời.